Nga tấn công trên toàn tuyến Ukraine. Ukraine tiết lộ mục tiêu nhắm đến ở Crimea. Chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Baltic. Israel sử dụng bom địa chấn tấn công Gaza. Trung Quốc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Lý Thượng Phúc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của nước này đang phải đối phó với đợt tấn công mới của Nga trên toàn chiến tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tăng cường thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Kiev cho biết thêm, lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các trục Liman, Marinka, Bakhmut. Mặt trận giao tranh nóng nhất hiện nay là Avdiivka, thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk. Khoảng hai tuần trở lại đây, Nga dồn nguồn lực từ binh sĩ đến xe tăng, pháo đến các mặt trận này nhằm bao vây và giành lại quyền kiểm soát thành phố Avdivka, được coi là cửa ngõ tiến vào thành phố Donetsk, nơi Nga đang kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga đang mở các cuộc tấn công mới gần Kupiansk, selvatov Kremina, ở khu vực giáp danh giữa Donetsk, miền Đông và Zaporizhia, miền Nam. Tại phía tây tỉnh Zaporizhia, Nga đã giành được bước tiến ở một số khu vực. Theo ISW, Nga cũng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các vị trí mới giành lại ở tỉnh Kherson. Chuyên gia của ISW cho rằng, việc Nga mở đợt tấn công mới trên toàn tuyến nhằm giành thế chủ động sau nhiều tuần đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine. Ukraine mới đây tuyên bố, các nhà máy đóng và sửa chữa tàu ở bán đảo Crimea phục vụ cho quân đội Nga là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang Ukraine. Trả lời phỏng vấn Ukrinform ngày 24 tháng 10, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenuch cho biết, Ukraine coi các nhà máy đóng và sửa chữa tàu ở bán đảo Kerch là mục tiêu tấn công chính đáng. Theo ông Plentenuch, suốt hai năm qua, con tàu này không vượt qua các bài thử nghiệm phóng tên lửa hành trình, thậm chí có thông tin nói rằng nó đã được nạp tên lửa nhưng chưa bao giờ khai hỏa. Ông cho biết, ngoài Limang, còn có một số nhà máy và sửa chữa đóng tàu khác ở Kerch. Ông Blentenchuk cũng cho rằng Ukraina cuối cùng sẽ phá hủy cầu Krum, cây cầu do Nga xây dựng sau khi sát nhập bán đảo này. Cây cầu dài 19 km nối đất liền Nga với Krum. Không quân Ukraina mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Mim-23 hóc đánh chặn UAV của Nga tại vùng Odessa. Theo Defense Express, dù các tổ hợp phòng không Hawk đã được phương Tây gửi tới Ukraine từ năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên một đoạn video ghi lại hoạt động của hệ thống này được công khai. Truyền thông địa phương cho biết, tổ hợp Hawk trong video đã đánh chặn thành công hai UAV cảm tử shahed 136 của Nga tại vùng Odessa. Theo ông Oleg Kipper, lãnh đạo chính quyền Odessa, Nga đã triển khai 13 UAV và một tên lửa để tập kích khu vực này trong đêm 23 tháng 10. Lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ thành công tên lửa và 9 UAV của đối thủ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 10 cho biết, radar của quân đội Nga phát hiện hai mục tiêu đang tiếp cận biên giới không phận Nga trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau khi xác định mục tiêu trên không để ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới nước Nga, máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng phòng không Nga đã làm xuất kích, thực thi nhiệm vụ trên không. Phi hành đoàn tiêm kích Nga xác định mục tiêu trên không là hai chiếc máy bay chiến lược B-1B của Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã quay đầu, đi khỏi khu vực không vận của Nga. Máy bay sau đó đã quay về căn cứ an toàn, đồng thời nhấn mạnh chiến đấu cơ nước này tuân thủ nguyên tắc quốc tế về sử dụng không vận trên vùng biển, trung lập, đảm bảo các biện pháp an toàn. Thưa quý vị, gần 80% các doanh nghiệp lớn nhất của Nga hiện vẫn duy trì hoạt động tài chính ổn định trong năm 2022, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có đối với Moscow. TASS dẫn kết quả nghiên cứu của cơ quan xếp hạng quốc gia Nga cho biết, trong năm 2022, khoảng 78% số doanh nghiệp lớn nhất của Nga vẫn duy trì ổn định về tài chính và 20% trong số này ghi nhận những biến động nhẹ trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ có 2% công ty hàng đầu tại Nga có báo cáo về tình hình căng thẳng tài chính. Theo nghiên cứu trên, các biện pháp trừng phạt chống Moscow của phương Tây liên quan tới chiến sự tại Ukraine trên thực tế khiến cho lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng đầu nước này giảm so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ về chính sách từ chính phủ Nga trong quý 2 và quý 3 năm ngoái, các doanh nghiệp lớn trong nước đã duy trì ổn định về tài chính, bất chấp áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây. Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova sẽ quyết định bổ nhiệm chính phủ mới vào chiều ngày hôm nay 25 tháng 10. Thủ tướng mới sẽ là Robert Fico, lãnh đạo của đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng 9 vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa ông Fico sẽ làm thủ tướng lần thứ tư. Tổng thống Kaputova quyết định điều này sau khi bà yêu cầu đảng quốc gia Slovakia SNS đề xuất ông Thomas Taraba làm bộ trưởng bộ môi trường để đẩy nhanh việc bổ nhiệm chính phủ mới. Ban đầu vị trí này được đề cử cho ứng cử viên Rudo Huliak, nhưng đã bị Tổng thống từ chối vì cho rằng ông Huliak công khai tán thành các hành động bạo lực với các đối thủ về hệ tư tưởng, đặc biệt là từ hàng ngũ của các nhà bảo tồn thiên nhiên. Do đó, ông không đủ tư cách để lãnh đạo bộ, bao gồm cả cơ quan bảo tồn thiên nhiên nhà nước. Phía ông Taraba cho biết, đảng của ông đã đồng ý về việc thay đổi nhân sự vì lợi ích ổn định và bổ nhiệm chính phủ mới càng sớm càng tốt. Để vào ngày 26 tháng 10, người bổ nhiệm thủ tướng có thể tới Bruxelles để bảo vệ lợi ích của Slovakia trong lĩnh vực hiệp ước di cư. Liên quan tới cuộc họp này, ông Robert Fico xác nhận rằng ông muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới vào ngày 26 tháng 10 vì điều quan trọng nhất là thủ tướng, người đại diện cho Slovakia, có quyền phủ quyết. Theo ông Fico, nếu một quốc gia mất quyền phủ quyết, tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu sẽ mất đi ý nghĩa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, serbia và kosovo cần kiềm chế những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa và quay lại bàn đàm phán dưới sự hỗ trợ của liên minh châu âu eu trong một bài phát biểu với truyền thông, ông Stoltenberg cho biết NATO đã tăng cường sự hiện diện ở Kosovo với hàng trăm binh sĩ từ Romania, Bulgaria và Anh. Ông khẳng định NATO đang theo dõi rất sát sao và đã tăng cường hiện diện, đặc biệt là ở miền bắc khu vực này. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện tại, NATO kêu gọi Pristina và Belgrade kiềm chế những hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời kiềm chế những lời lẽ mang tính kích động. Ông cho biết Pristina và Belgrade nên tham gia vào cuộc đối thoại do EU làm trung gian. Trước đó ngày 21 tháng 10, đặc phái viên EU đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các sĩ quan cảnh sát ở Kosovo, khiến cho quan hệ giữa Serbia và Kosovo ngày càng xấu đi, đồng thời kêu gọi hai bên giảm căng thẳng và tiếp tục quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ. Sau nhiều lần thất bại trong các cuộc đàm phán trước đó, các nhà lãnh đạo EU và Mỹ đều đang mong muốn sẽ có những đột phá mới có thể xảy ra trong cuộc đối thoại giữa Serbia và Kosovo, dự kiến diễn ra trong ngày 26 tới. Đề bàn về cơ chế do EU và Mỹ đề xuất, trong đó có việc ủng hộ đạo luật cho khu tự trị của người thiểu số Serbia. Về tình hình xung đột tại giải Gaza, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng cả không quân và pháo binh vào các mục tiêu trên vùng đất do Hamas kiểm soát. Quân đội Israel khẳng định hơn 400 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã bị phá hủy trong ngày. Trong khi đó, nguồn tin y tế Palestine tối qua cho biết đã ghi nhận thêm gần 300 người chết và khoảng 500 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel, nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza sáng ngày 7 tháng 10 đến nay lên hơn 5.800 người chết, hơn 16.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng 1.500 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra đáng chú ý truyền thông israel hôm qua cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại bom gây động đất còn gọi là bom địa chấn để phá hủy hệ thống hầm ngầm của hamas ở giải gaza tuy nhiên nguồn tin không nói rõ thời gian cụ thể cũng như quy mô loại vũ khí mới được sử dụng về phần mình một thành viên cấp cao trong văn phòng chính trị Hamas tuyên bố, lực lượng này hiện có 35.000 chiến binh ở Gaza với đầy đủ trang bị vũ khí. Hamas đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với quân đội Israel, kể cả trong trường hợp quân đội Israel được Mỹ và châu Âu hỗ trợ. Quân đội Israel mới đây đã thả tờ rơi ở Gaza và kêu gọi người Palestine cung cấp thông tin về con tin bị Hamas bắt giữ trong tờ rơi quân đội israel có ghi rằng nếu bạn mong muốn được sống trong hòa bình và có một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của bạn hãy thực hiện hành động nhân đạo ngay lập tức và chia sẻ thông tin có giá trị về các con tin đang bị giam giữ trong khu vực quân đội israel cam kết đảm bảo an ninh cho bạn đồng thời bạn sẽ nhận được phần thưởng tài chính chúng tôi đảm bảo bí mật hoàn toàn cho bạn quân đội israel cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để liên hệ thông qua tờ rơi này được biết, lực lượng Hamas đã bắt giữ hơn 200 người trong khi thực hiện cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel hôm 7 tháng 10, và rất ít trong số đó được trả tự do. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 10 vừa ký xác lệnh Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Quốc vụ của ông Tần Cương, cũng như chức vụ Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng của ông Lý Thượng Phúc. Xác lệnh này được đưa ra dựa trên quyết định cùng ngày của kỳ họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10. Trước đó, ngày 25 tháng 7, kỳ họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14, tổ chức tại Bắc Kinh, đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức Ngoại trưởng của ông Tần Cương. Ông Lý Thượng Phúc đã không xuất hiện trước công chúng suốt gần 2 tháng qua kể từ ngày 29 tháng 8, đặc biệt là không tham dự tiệc triều đại quốc khánh do lãnh đạo Trung Quốc tổ chức vào ngày 28 tháng 9. Điều này đã làm dấy lên những đồn đoán về việc ông bị bãi nhiệm do có thể vướng vào một vụ án tham nhũng. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy ấn like, subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!